Thì bài cho là cho salicylic acid phản ứng với methyl alcohol cộng với lại CH3OH có mặt xúc axit sulfuric làm xúc tác H2SO4 thì thu được methyl salicylate. Thì anh này có phải là C6H4COOH xong OH không? Thì anh này sẽ thu được là C6H4COOCH3OH không? Cộng với H2O không? Thì methyl salicylate thì nó là C8H8O3 đây chưa? Đấy chưa? Công thức phân tử của salicylic acid đây, mình xem này, salicylic acid. Nó sẽ là gì ạ? C7H6O3 chứ không phải là C8 nên anh này sai. Ok chưa? Ý B, trong phân tử salicylic acid có một nhóm OH. Đây salicylic acid, một nhóm OH đính trực tiếp với vòng benzen, chính xác, đúng. Gọi là đấy là nhóm chức phenol. Methyl salicylate, đây là methyl salicylate này. Thuộc hợp chất hữu cơ đa chức là sai, nó có một nhóm chức COH và một nhóm chức OH, nó phải là tạp chức. Sai. Phải là tạp chức. Được chưa? Một mol salicylate thì phản ứng tối đa với hai mol OH. Salicylate này, một chức CO này, không phải ester của phenol nhá, nên ăn một OH và một OH này có tính acid nên ăn một OH nữa. Thì viết phương trình cho bạn nhìn. C6H4COOCH3OH đớp nhau với NaOH thì sẽ tạo thành C6H4COONa ONa cộng với lại H2O ăn 2 NaOH. Được chưa? Vì vậy nên D chính xác.